tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi khóc thân phận thôi. Bây giờ thì nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sợ. Chân doanh nghiệp tăng dần từng năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự địa phương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an toàn, chất lượng, tiến độ, giá cả cạnh tranh. Luật quy định người hút thuốc không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai.